Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Kim Motul. Ở clip hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn và chia sẻ anh em cách thức mà rửa phía bên trong của những cái chiếc xe thân yêu của chúng ta. Thì anh em thì biết là cái xe thân yêu của chúng ta thường xuyên là đi rửa phía bên ngoài, thì có thể là phần bên ngoài nó rất là sạch sẽ rồi, thì những cái phần bên trong này nó cực kỳ là bẩn này. Anh em thì nhìn thấy đó, ở trong nó cực kỳ là bụi bẩn, và nhất là cái phần máy ở đây, cái phần khoang máy của chúng ta ở đây nó sẽ rất là bẩn này. Đó, thì chúng ta sẽ phải cần sử dụng những cái dung dịch như thế nào để rửa cho nó phù hợp với những cái phần bẩn như thế này. Đó, thì anh em thì thấy nó rất là bẩn. Và ở clip này thì mình sẽ chia sẻ với anh em về cái sản phẩm chai màu đỏ đây, Botni. Cái chai này nó sẽ có dung tích là 450ml anh em nhé, nó là dạng xịt. Rồi cái thương hiệu Botni này là cái thương hiệu chuyên sản xuất các cái dung dịch để chăm sóc cho xe hơi. Đó, cái thương hiệu này thì khá là nổi tiếng trên toàn thế giới rồi, được các anh em ở các cái trạm gara mà chuyên cung cấp các cái dịch vụ làm đẹp xe ô tô ấy, hay rất hay ở sử dụng. Và cái sản phẩm này thì bên mình thường xuyên ship hàng cho anh em về để chuyên rửa các cái khoang máy cho ô tô cũng như là xe máy đó. Và cái sản phẩm này thì bên mình rất hay ship hàng cho anh em nữa, nó là cái gói này. Cái gói này thì chúng ta sẽ rửa bên ngoài. Thì để rửa bên ngoài thì trước tiên là chúng ta sẽ phải có những cái bình bọt như thế kia để chúng ta hòa theo cái tỷ lệ và chúng ta sẽ xịt lên xe để chúng ta rửa. Đó, thì cái sản phẩm này thì ở clip sau thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách sử dụng. Thì clip trước thì mình đã chia sẻ với anh em về cái gói màu vàng ấy rồi. Thì cái này nó sẽ sử dụng tương tự như gói màu vàng. Đây là cái sản phẩm cải tiến nhé, chất lượng nó vượt trội hơn cái gói vàng nên là bên mình sẽ phân phối cái loại này thay cho cái loại gói vàng. Và gói này nó sẽ là có dung tích là 500g dạng bột, thì anh em về pha theo tỷ lệ đó. Thì mình xin phép mình chia sẻ luôn là một gói này anh em pha mấy lại 60 lít nước nhé. 1 lít nước thì anh em sẽ rửa được từ 4 cho đến 6 xe. Và cơ bản là cái bình bọt này thì nó sẽ có rất nhiều dạng đó. Thì ở đây là mình đang sử dụng cái dạng như thế này, nó sẽ có cái khẩu súng mà gọi là khẩu súng phun bọt, nhưng mà là bọt mịn anh em nhé. Bọt mịn thì nó sẽ tiết kiệm mà cái phần dung dịch cho chúng ta. Còn nếu như anh em mà đi mua cái bình này về, nó có sẵn cái vòi kèm theo của cái bình này ấy, xịt cực kỳ là tốn, nó không hiệu quả, thì anh em sẽ nên đầu tư thêm một cái vòi này. Đó, rửa rất là ok. Và bây giờ là chúng ta sẽ đi vào tiến hành là rửa cái phần trong của cái xe này, xem là nó sẽ như thế nào. Đối với cái sản phẩm này thì rửa thì cực kỳ là đơn giản. Đó, chúng ta để khô như thế này, chúng ta sẽ xịt đều lên trên toàn bộ cái chỗ mà chúng ta cần xịt, cần rửa. Đó, ví dụ như chỗ này, tí nữa là mình sẽ đi thao tác. Thì chúng ta để khô như này thì chúng ta sẽ cầm cái chai đỏ này, chúng ta xịt thẳng vào cái phần chúng ta cần tẩy, cần rửa. Sau khoảng 1 cho đến 2 phút thì anh em sẽ dùng một cái vòi áp lực cao hoặc là vòi rửa xe thì chúng ta sẽ xịt lại là sạch. Và ở cái phần khoang máy này thì nó sẽ có phần động cơ. Cái phần động cơ kia thì nó sẽ bị đốt nóng, nó sẽ lâu ra hơn, thì anh em có thể là để trong vòng 2 cho đến 3 phút nó sẽ lâu hơn những cái chỗ chi tiết bình thường tí. Còn ở trên này thì anh em chỉ cần 1 phút cho đến 2 phút là ok rồi. Đó, thì ở đây anh em sẽ nhìn cho mình chỗ này cực kỳ là nhiều dầu. Đây là phần ổ khóa, thường xuyên mình chai dầu vào. Và bây giờ là mình sẽ rửa cho anh em thấy là nó sẽ như thế nào sau khi là mình sử dụng cái dung dịch này, nó sẽ sạch như nào. Anh em không cần phải kỹ cọ đâu nhé. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu đi vào tiến hành. Let's go. Và cái chai nó như này, thì khi anh em mua về thì anh em sẽ phải để nước on anh em nhé. Nước on quay lên, còn hai bên nó sẽ là nước off. Đó, nước on như này thì chúng ta mới xịt được. Thì chúng ta sẽ chỉ cần xịt đều lên toàn bộ cái chỗ mà chúng ta cần xịt, cần tẩy, cần rửa đó. Đối với một chiếc xe mà chỉ rửa như thế này thì một chai này thì anh em có thể làm được đến chục cái xe cũng không hết đâu. Đó, cái phần này là mình để đây. Và bây giờ là mình sẽ xịt sang cái phần ổ khóa này. Cái này nó dạng sương mù, tự nó khắc thẩm thấu anh em nhé.
Đó, sau khi là mình đã xịt lên toàn bộ những cái phần chi tiết mà chúng ta cần tẩy rửa thì anh em có thể chờ trong 1 cho đến 2 phút đối với những cái phần không bị đốt nóng ở đây. Còn ví dụ như ở cái phần bùng máy này thì chúng ta sẽ phải chờ trong vòng khoảng 2 cho đến 3 phút. Đó, thì chúng ta làm nguội nhá, không cần phải làm máy nóng đâu anh em, cứ thế là xịt thẳng lên. Và những cái phần mà có dầu mỡ nhiều như thế này chúng ta nên để nó lâu lâu một xíu, tầm 2 cho đến 3 phút thôi. Đó, thì cái sản phẩm này thì anh em cứ xịt toàn bộ lên những cái bề mặt nào mà anh em thích, kể cả là những cái phần sơn ở trên cái xe này, không ảnh hưởng gì. Đó, thì anh em có thể xịt toàn bộ lên những cái phần nào mà anh em cần tẩy, cần rửa. Đó, thì cái sản phẩm này nó là một cái sản phẩm thương hiệu lớn rồi, có tên tuổi rồi. Nó đã được khẳng định trên các thị trường, đặc biệt là châu Âu, người ta sử dụng những cái sản phẩm này rất là nhiều. Và những cái sản phẩm này nó có độ an toàn rất là cao, bởi vì nó đặc chế ra để chuyên để tẩy rửa cái khoang máy ô tô. Đó, cho nên là những cái ở trên những cái chiếc xe máy thân yêu của chúng ta đây, chúng ta có thể làm thoải mái, chúng ta có thể yên tâm tuyệt đối. Nó không gây hại gì cho những cái chi tiết linh kiện ở trên những cái xe thân yêu của chúng ta. Và bây giờ là mình sẽ sử dụng một cái vòi áp lực cao để mình rửa. Nếu như ở nhà anh em không có vòi áp lực cao thì có thể là rửa bằng vòi bình thường. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi và tiến hành. Đó, anh em thì thấy sạch bóng tinh tươm. Rất là sạch đúng không ạ? Cái phần này nó mới là đọng rất là nhiều dầu ở trong này, sạch bong. Đó. Và bây giờ là mình sẽ tiến hành rửa phần đằng sau anh em nhé.
Đó, anh em thấy là mình đã xịt xong rồi. Anh em thấy nước nó còn bắn vào cả camera của mình. Đó thì anh em thì thấy là cái lần rửa đầu tiên của mình nó đã được như thế này rồi. Đầu bò trắng phau rồi này. À, phần chế ở đây cũng đã trắng tinh rồi. Đó thì nó sẽ có một số các cái trường hợp là nó sẽ bị vàng ngà lâu quá do thời gian này, thì anh em sẽ phải làm thêm một hai lần nữa là ok. Về cơ bản như này là ngon rồi. Đó thì anh em thì thấy là trắng phau này, sạch tinh tươm. Cái phần này ngon lành luôn. Cái phần này nữa. Phần này khá là nhiều dầu, như lúc đầu video thì mình đã chia sẻ đã, khá là nhiều dầu phần này. Những cái dung dịch mà nó tẩy mạnh quá nhá, nó có độ kiềm cao, độ axit cao ấy, thì anh em tẩy những cái phần này nó sẽ bị ố. Nó sẽ chuyển sang màu đen xì luôn. Còn những cái sản phẩm này anh em rửa xong nó vẫn bóng nhoáng như thế này, màu trắng đẹp tinh tươm, không vấn đề gì. Đó thì anh em thì thấy là mọi thứ đều sạch. Cái còi này lúc nãy nó dỉ ngoén nên bây giờ nó cũng trắng lên rồi. Đó, thì anh em thì nhìn thấy cái phần trong này. Sạch bong. À, nếu như anh em có nhu cầu ship cái chai này thì liên hệ trực tiếp mình theo số điện thoại mình sẽ để góc màn hình nhé. Thì bên mình sẽ ship COD toàn quốc anh em nhé. Rồi, cảm ơn.